siêu hư vố, nó hỏi đó luôn, nhìn rõ mặt thằng này nó rất là hư luôn. Đây là thằng Tommy chiều ông nó cũng đón. Mẹ chiều mẹ cũng đón nữa. Đây là mặt thằng bò, nhìn rõ mặt thằng. Đây là tôi. Đây là mặt thằng Tom. Mẹ trang nhớ thằng này mà hư chiều khỏi phải đón luôn, cho nó xuống ông Diệp. Mang quần áo cho nó đến, nhìn rõ mặt nó chưa đây, mặt nó rất là to, thấy chưa, nhìn rõ chưa. À nó lại cho tay xuống này ông này. Dơ cao tay lên. Dơ. Ông nhìn rõ bốn rồi. Bốn anh này chiều mà hư chết được.